Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chọn được kẻ truyền ngôi, Nguyễn Phú Trọng chốt ngày đại hội. Khi tiếng còi trận chung kết vang lên thì người ta sẽ định ai là người nhận cúp. Đó là quy luật từ xưa đến nay rồi. Và hội nghị trung ương lần thứ 14 vừa mới kết thúc thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho báo chí đăng tải ngay ngày diễn ra đại hội. Đây thực chất là một kỳ trao quyền cho kẻ chiến thắng. Đại hội sẽ diễn ra trong không khí tưng bừng và mỗi người sẽ nhận cho mình một chức vụ mới. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2020, các tờ báo trong nước đồng loạt đưa tin rằng tại Hội nghị Trung ương 14, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội lần thứ 13 từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 22 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Vào ngày 18 tháng 12 năm 2020, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng Trung ương thống nhất cao cho rằng việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nói thẳng ra là ý ông Trọng là thế, là tranh giành đã xong, bổng lộc đã có, giờ tổ chức kỳ đại hội để phát thưởng. Đây là hình ảnh báo chí đưa tin ngày diễn ra đại hội. Theo báo chí của Nhà nước Cộng sản Việt Nam đưa tin, thì hệ thống các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng Cộng sản bao gồm các báo cáo chính trị là đóng vai trò chính, cùng với các báo cáo chuyên đề là báo cáo kinh tế, xã hội và báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Nói chung đại hội tuy là thế, nhưng điều mong đợi ở các thành viên tham gia đại hội đó là chức vụ mới chứ chẳng có gì khác cả. Chức vụ mới tạo ra được bổng lộc nhiều hay ít cho họ, chứ không có quan chức nào quan tâm đến việc xây dựng đất nước như những gì lý thuyết mà Nguyễn Phú Trọng vẫn rao giảng. Ông Trọng cho biết Ban chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa 12 tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị. Ban Bí thư nói tóm lại, chức vụ bổng lộc đã được chia xong và người dân cứ thế đứng nhìn và chịu chấp nhận mà thôi. Nổi lên gương mặt thay thế ông Nguyễn Phú Trọng có là những ai? Trong kỳ Đại hội Trung ương lần thứ 14, ông Nguyễn Phú Trọng đã để ông Trần Quốc Vượng đạo diễn từ đầu đến cuối. Tuy kết quả chọn nhân sự cho ghế Tổng Bí thư vẫn được Đảng Cộng sản giữ kín cho đến kỳ Đại hội lần thứ 13, nhưng nhìn vào hội nghị vừa qua, nhiều người dự đoán khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Quốc Vượng sinh năm 1953, là một trong những ứng cử viên tham gia tứ trụ cùng với Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội 13. Nhưng theo một số nhà quan sát thì người ta vẫn đang nghiêng về ông Trần Quốc Vượng. Vào hôm 22 tháng 12 năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, được các báo chính thống của Nhà nước Việt Nam dẫn lời bày tỏ quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng cầm quyền. Một chính sách mà chính ông Nguyễn Phú Trọng đã khởi xướng và trao nhiệm vụ của nó lại cho ông Trần Quốc Vượng. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, ứng viên số 1 cho ghế Tổng Bí thư. Tại hội nghị đó, ông Trần Quốc Vượng cho biết Trung ương Đảng cương quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào khóa mới, rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn, sau đó phải xử lý. Nói là Trung ương Đảng để cho có vẻ dân chủ thôi, chứ thực chất mọi quyết định nhân sự cho đại hội sắp tới là do Bộ Chính trị và Ban Bí thư quyết định. Hiện nay, ông Trần Quốc Vượng là thường trực Ban Bí thư trong Trung ương. Nói đơn giản thì ông là Phó Tổng Bí thư, một chức vụ còn cao hơn người làm Thủ tướng nếu so sánh trong bộ máy của Đảng. Chức Phó Tổng Bí thư có vẻ như là ưu thế để lên làm Tổng Bí thư, nhưng lắm khi cũng bị đá văng ra khỏi Bộ Chính trị. Đó là vào năm 2016, ông Lê Hồng Anh, lúc đó là thường trực Ban Bí thư, nhưng cuối cùng đã bị đá văng, không còn thấy tăm hơi. Bởi đơn giản ông này có ngựa là người có mối quan hệ rất lớn với ông Nguyễn Tấn Dũng. Lần này, ông Trần Quốc Vượng là người Bắc, là người gần gũi với ông Trọng, chứ không như ông Lê Hồng Anh. Cho nên lần này ông Trần Quốc Vượng sẽ phá những lệ và những rủi ro trước đó của những người khác. Ông Trần Quốc Vượng được chọn là người nối tiếp thực hiện chính sách của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong một bình luận mới đây, trong dịp diễn ra Hội nghị 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, một quan chức nguyên là Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, một luật sư có tiếng nói và cho rằng giữa Việt Nam nói và làm còn có một khoảng cách, vẫn còn có việc làm chưa đến nơi, đến chốn. Nhiều nơi, nhiều trường hợp còn nể nang, né tránh, đụng tới những người có chức, có quyền, những ai có thế lực là có biểu hiện chùn tay ngay.
nghĩa là trong chiến dịch chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng vẫn không triệt để. Thực tế, nếu đem so sánh chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng so với những gì mà những người tiền nhiệm của ông đã làm, thì ông mạnh tay hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Tất Thành Cang mà ông Trọng cũng phải mất đến 2 năm trời dưới bàn tay và giúp sức của ông Nguyễn Văn Nên mới bắt được. Lần này, nếu ông Trần Quốc Vượng tiếp nhận chính sách của ông Trọng, e rằng ông Kham không nổi. Tuy nhiên, với người Cộng sản thì chiếc ghế Tổng Bí Thư mới là cái họ cần phải giành, chứ không phải là nhiệm vụ khác. Khi ở quyền lực cao, nếu ông Trần Quốc Vượng không hoàn thành được, thì cũng chẳng ai kỷ luật được ông ta cả. Trong suốt nhiều kỳ hội nghị trung ương trước thềm đại hội, ông Nguyễn Phú Trọng cũng luôn nhắc đi nhắc lại rằng đưa người vào trung ương phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Nếu người nào không có tài sản, nhà cửa, tiền tài, thu nhập mà không giải thích được nguồn gốc thì không đưa vào. Thế nhưng thực tế thì sao? Không ai có thể kiểm tra nổi tài sản chìm nổi của các quan tham là đảng viên cấp cao đến cấp thấp của Đảng Cộng sản Việt Nam cả. Không quan chức nào dại dột ăn hối lộ mà lại để tài sản của mình cho người ta kiểm kê và tịch thu. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng được cho là đã đánh bại ông Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư. Đối với nhiều quan chức, nếu điều tra đôi khi nhà xe cao đẹp mà quan chức sở hữu đó chưa chắc thì đứng tên người quan chức đó. Xe thì xài của người ta với danh nghĩa là cho mượn như ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí Thư Đà Nẵng đã dùng xe của người khác đi làm. Hay thậm chí ngôi nhà của quan chức ở cũng được đứng tên người khác vân vân. Cho nên dù gạn lọc kỹ thế nào thì quan tham nhũng cũng dễ dàng lách luật để lọt vào trung ương một cách dễ dàng. Lọc người bằng tiêu chuẩn của Nguyễn Phú Trọng tự đặt ra, điều đó hạn chế được phe khác nhưng không ngăn cản được sự len lỏi vào trung ương của những phe cùng cánh và những người làm lâu năm trong bộ máy này với những hình thức hết sức tinh vi. Nên chắc chắn rằng sau đại hội vẫn còn đó phe chống ông Trọng hay ông Vượng. Ông Trần Quốc Vượng thì càng ngày càng lộ rõ vai trò chính. Nếu tiếp quản chức vụ Tổng Bí Thư, ngay từ bây giờ, ông Trần Quốc Vượng cần phải năng nổ tiếp xúc và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, những cơ quan mà khi lên chức mới, ông sẽ cần lòng trung thành của những người đứng đầu các cơ quan đó. Vào hôm 22 tháng 12, ông Trần Quốc Vượng đã xuất hiện tại hội nghị kỳ họp, nhóm họp vào cuối năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông ta đã phát biểu chỉ đạo như sau. Tôi đi nhiều địa phương, bà con nói, sợ nhất các bác làm trùng xuống. Tôi trả lời với bà con là chúng ta tiếp tục. Trong khó khăn, gần tổ chức đại hội đảng, chúng ta vẫn làm. Chúng ta xác định làm để giữ uy tín cho đảng, chứ không phải lo giảm uy tín. Nhìn cách sinh hoạt và làm việc của ông Trần Quốc Vượng thì thấy rằng không có khác gì ông Nguyễn Phú Trọng cả. Trước đó không lâu, vào hôm 12 tháng 12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức một hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này trong giai đoạn 2013-2020. Tại kỳ họp đó, ông Trần Quốc Vượng cũng phát biểu chẳng khác nào ông Trọng như sau. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong việc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang cầm tay chỉ việc cho ông Trần Quốc Vượng. Với vai trò là Tổng Bí Thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm cũng khá nhiều việc, trong đó có truy tố một ủy viên Bộ Chính trị và khá nhiều ủy viên Trung ương. Tuy nhiên, cho đến giờ này còn nhiều ủy viên Bộ Chính trị mà ông Trọng không thể nhổ được. Vậy thì, khi tiếp nhận chức vụ mới, ông Trần Quốc Vượng có làm được bằng ông Trọng hay không? Điều này rất khó cho ông Trần Quốc Vượng. Và thông tin được đặt ra là người tiếp theo liệu có là kẻ tham nhũng quyền lực như Nguyễn Phú Trọng hay không? Có thể nói, ông Nguyễn Phú Trọng là người chiếm nhiều quyền lực nhất trong các đời Tổng Bí Thư. Chỉ có một mình ông là kiêm luôn chức Chủ tịch nước. Cho đến bây giờ, người ta cũng chưa rõ kết luận rõ ràng về những vụ tham nhũng mà ông có thể dính tới. Tuy nhiên, về tham nhũng quyền lực thì chính ông Nguyễn Phú Trọng chứ không ai khác là làm gương cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng nắm chức Chủ tịch nước mới hơn 2 năm. Trong đó, suốt năm 2018 đến giữa năm, ông bị bệnh khi đi thăm Kiên Giang, nơi mà con trai ông Nguyễn Tấn Dũng làm bí thư. Thời gian không nhiều để có thể thấy ông Trọng lạm quyền. Tuy nhiên, nếu ông Nguyễn Phú Trọng chuyển ngôi cho ông Trần Quốc Vượng, thì ông Trần Quốc Vượng có thời gian dài để lạm quyền rất nguy hiểm. Quyền lớn mà tham làm thì không ai kiểm soát nổi. Nạn tham nhũng luôn đi cùng với quyền lực. Ở nước nào cũng vậy, nhưng trong suốt mấy chục năm ở Việt Nam đã phải chịu nạn tham nhũng như bệnh ung thư
từ cấp cao đến cấp dưới của cả hệ thống cai trị Đảng Cộng sản Việt Nam, với vô số cán bộ cao cấp trong bộ máy kinh tế, tài chính và quân đội, công an đã bị dính líu, nhiều khi liên kết với các thế lực được cho là mafia. Đây là hình ảnh, nếu không có gì đột biến thì khả năng ông Trần Quốc Vượng thay thế ông Nguyễn Phú Trọng là rất cao. Hiện nay, dù ông Nguyễn Phú Trọng có đốt lò thế nào thì các nhóm lợi ích vẫn còn đó, không thể diệt hết được. Đối với các nhóm đang bám vào quyền lực bằng mọi giá mà họ dùng tham nhũng để cai trị, cùng để dàn xếp các vụ tranh chấp trong các cuộc đấu tranh giữa quyền lực trong nội bộ, dưới sức ép của ảnh hưởng của Bắc Kinh. Thời ông Nguyễn Phú Trọng phụ thuộc vào Trung Quốc thì có thể thời của ông Trần Quốc Vượng, nếu ông Vượng thay được ông Trọng, vẫn bị chồng lên đầu cái vòng kim cô đó. Ông Vượng không thể thoát ra. Nếu ông Trần Quốc Vượng chỉ tiếp quản chức Tổng Bí Thư thì tham nhũng quyền lực sẽ yếu hơn. Nhưng nếu ông Trần Quốc Vượng tiếp nhận cả hai chức ông Trọng để lại thì chắc chắn tham nhũng quyền lực còn kinh khủng hơn thời ông Trọng. Vì lúc này ông Vượng có đủ thời gian để tung hoành ngang dọc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 12 năm 2020 với bản tin Chọn được người, chuyển ngôi, trọng chốt ngày đại hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.